Hello, xin chào toàn thể anh em ở trong đêm nha. Đêm nay mình cũng đi nữa anh em ơi. Nhưng mà nói chung là chắc mình đi luôn quá anh em. Thấy ra quýnh chơi chơi thì cái mồi đồ nhậu mà thấy chim gà nó đi cũng hơi mạnh rồi đó anh em. Mà trời trăng này mà nó đi như vậy là mình thấy nó đi mạnh đó anh em. Anh em đón quýnh. Bữa nay anh em thấy mình khác không anh em? Mới trang điểm lại anh em ơi. Mấy bữa làm quá làm rồi không có thời gian, bữa nào chiều hôm qua mình nghỉ được buổi chiều đó rồi mình đi tóc cạo râu rồi anh em ơi. Đêm nay thành quả cũng được kha khá nha anh em. Anh em ơi, thì quýnh thì gà nó đi về sáng không anh em. Đầu hôm mình được giúp 10 giờ mấy đó mình mới được con gà trống tới sáng luôn. Mình vô mình ngủ mình hẹn giờ tới sáng 4 giờ mình dậy là mình quýnh từ 4 giờ mình biết tới 5 giờ rưỡi anh em, 5 giờ rưỡi 5 giờ 45 luôn. Mà sáng nay nó bay hút đầu sào mình 3 con, tung vô lưới chặn một con mà bắt không kịp luôn anh em ơi. Mà em nó vừa chạy tới thì nó cũng vừa ra luôn. Là sáng nay là nó đi nó quằn, nó kiểu nó thấy lưới sao anh em, nó bay hút đầu sào. Hút đầu sào là mình ngồi mình thấy là 3 con luôn á. Còn có giúp mà từ 4 giờ tới 5 giờ đó mình bắt được 3 con nữa nha anh em. Đi đâm 3 con nữa. Đâm 2 con trống một con mái nữa. Thành quả đương vương của mình đây. Mình điện thoại của mình gần hết pin anh em. Còn có mười mấy phần trăm pin nè. Mình cũng quay video ngắn ngắn mình về mình sạc chứ gần hết pin thì gần tắt nguồn. Đây một con trống anh em ơi. Video này nó cũng hơi mờ đó nè, tại mình giảm cái độ sáng nó xuống cho nó đỡ hồ pin đó nè. Hai con trống nè, hai con trống bự anh em ơi. Hai con trống chờ vá lửa. Trống cái này nó là cú nu rồi nè, ú lép gù cho đây em trống nữa anh em ơi. Ba trống nói chung đêm hôm là mình bắt hai con trống nó chân ướt nè, nó về nó nằm chứ nó không đi, nó về nó nằm đó sáng nó mới lên. Còn còn một con trống với một con mái là đi giúp 4 giờ 15 vậy nha. Để về kêu quét một chút xíu là đâm. Rồi bốn gà này nè. Bốn gà ba trống một mái nè mà. Thấy trời trăng ngủ vậy là ít bữa tối trời là chim có thể đi mạnh dữ lắm nha anh em. Chim nhỏ mình nè anh em. Rồi con cò chết queo lên đường luôn vừa. Kêu quá kêu. Chim nhỏ đây nè ba. Đâu được 5-6 nghịch với 3-4 cò gì nữa đó nè. Nghịch thì nó đi cũng mạnh đó mà do lưới quá tệ rồi bắt không được anh em. Lưới vô đạp rách lọt ra được hết trơn. Tình hình này chắc mình cũng không có thời gian mà đóng lưới mới luôn anh em. Bây giờ mình mới lãnh trình mới là người ta kêu làm liền luôn chứ không đợi được anh em. Tính nghĩ vài bữa mình đóng lưới mà cái này là không kịp anh em ơi. Người ta biếu 20-21 thì làm luôn rồi. Mà mình bữa nay mình mới sao mới giao ở nhà kia rồi cũng còn giao rồi dọn đồ dọn đạc và ta qua công trình mới nữa cũng hết ngày luôn anh em ơi. Rồi, quá tạm ok anh em ơi. Bốn gà 6 nghịch. Ban cò mình cũng quay video sơ sơ cho anh em biết thành quả với canh quýnh anh em. Điện thoại mình gần hết pin rồi cũng xin kết thúc video tại chỗ này luôn anh em. Hẹn anh em lại video ngày mai nha. Chắc đêm nay là mình đi luôn đó anh em ơi. Tại vì là quýnh lưới này đỏ đi chứ mà cũng giờ cũng hết cách rồi. Tại vì tính để đóng lưới đồ ngon lành ra đánh cho nó chắc ăn không kịp.
đóng thì cũng kiếm sào kiếm bọng rồi chắc 2 ngày 3 ngày vậy mới xong 2 tay lưới chứ đâu có màu được anh. Thứ mình không biết đóng nữa, mới biết đóng chưa biết nó rằng sao nữa. Rồi tạm biệt anh em nha.